Ngày 28 tháng 12 năm 2023, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành thông tư số 27 năm 2023 quy định việc lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông. Trong đó, việc trao quyền lựa chọn sách giáo khoa cho các trường là quy định đáng chú ý tại thông tư này. Theo đó, quyền quyết định chọn sách giáo khoa đã được giao cho các cơ sở giáo dục thay vì Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh như trước. Mỗi cơ sở giáo dục thành lập một hội đồng. Đối với cơ sở giáo dục có nhiều cấp học, mỗi cấp học thành lập một hội đồng. Về nguyên tắc lựa chọn sách giáo khoa, lựa chọn sách giáo khoa trong danh mục sách giáo khoa đã được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt để sử dụng ổn định trong cơ sở giáo dục. Mỗi khối lớp lựa chọn một sách giáo khoa cho mỗi môn học, hoạt động giáo dục được thực hiện ở cơ sở giáo dục. Việc lựa chọn sách giáo khoa bảo đảm thực hiện dân chủ, khách quan, công khai, minh bạch vì quyền lợi của học sinh. Tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa là phù hợp với đặc điểm kinh tế xã hội của địa phương và phù hợp với điều kiện tổ chức dạy và học tại cơ sở giáo dục. Thông tư 27/2023/TT-BGZ-DT có hiệu lực từ ngày 12 tháng 2 năm 2024.